Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, 19 tháng 3 năm 2024. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tư liên quan tới thị trường địa ốc của thế giới. Cuộc thăm dò của hãng tin Reuters cho hay giá nhà trên toàn thế giới sẽ tăng nhẹ giá nhà ở hầu hết các thị trường địa ốc lớn sẽ tăng khiêm tốn trong năm nay và năm tới. Theo kết quả cuộc khảo sát ý kiến của các chuyên gia địa ốc và của hãng tin Reuters, các chuyên gia này dự đoán rằng tình trạng thiếu nhà giá rẻ sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là 2 cho tới 3 năm nữa. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15 tháng 2 cho tới ngày 4 tháng 3 với hơn 100 chuyên gia là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự điều chỉnh ngắn gọn và nhẹ nhàng sau khi giá nhà tăng theo tỷ lệ hai con số trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã trở thành quá khứ đối với gần như tất cả chín thị trường địa ốc lớn trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Đức, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Trung Cộng và Dubai. Những cố gắng của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới nhằm giảm mức lạm phát thông qua việc tăng phân lời đã đẩy phân lời thế chấp tăng mạnh, khiến cho những sở hữu chủ của các căn nhà hiện nay đang bị mắc kẹt ở mức phân lời thấp trong thời kỳ đại dịch không muốn rao bán tài sản của họ nữa. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở Hoa Kỳ, nơi có phổ biến hình thức thế chấp kỳ hạn là 30 năm. Tuy nhiên, điều này cũng khuyến khích những người có phân lời cố định hấp dẫn ở nơi khác, ngồi yên và chờ đợi phân lời giảm đi. Mặc dù chi phí thế chấp đã giảm trong vài tháng qua, do hầu hết các chuyên gia dự báo đều kỳ vọng vào các ngân hàng trung ương hàng đầu trên thế giới sẽ cắt giảm phân lời trong năm nay. Tuy nhiên, không ai kỳ vọng chi phí đi vay sẽ sớm giảm xuống như mức trước đại dịch Covid-19. Trong số tất cả các thị trường địa ốc được khảo sát thì giá nhà dự kiến sẽ chỉ giảm ở hai nước đó là Đức và Trung cộng trong năm nay mà thôi, bởi vì hai nước này đều đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái về kinh tế. Nga bắt hơn 74 người trong đợt bầu cử tổng thống, theo Đài France 24, tổ chức giám sát biểu tình OVD Info cho biết hơn 74 người tại 13 thành phố ở Nga đã bị bắt liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra. Theo Reuters, hàng ngàn người đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga để tham gia cuộc biểu tình được cho là ôn hòa của phe đối lập Điện Kremlin. Những người này đến điểm bỏ phiếu địa phương vào buổi trưa với mục đích làm hỏng phiếu bầu cử của chính mình hoặc bầu cho các ứng cử viên ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng lúc đó, Ukraine tiến hành nhiều vụ bắn phá. Các nhóm chống Điện Kremlin thân khi cũng tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm chống lại cuộc bầu cử Tổng thống của nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng này đã bắn hạ một trực thăng MI-8 của quân đội Ukraine đang hướng đến vùng Belgorod của Anh. Thống đốc Vyacheslav Glaskov của vùng Belgorod cho biết pháo kích từ phía Ukraine đã khiến một người thiệt mạng và 11 người khác bị thương tại khu vực này. Tin đến từ Ukraine cho hay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh Quốc hủy bỏ chuyến thăm thành phố Odessa của Ukraine vì lo ngại phi đạn của Nga sẽ tấn công. Nhật báo Sunday Times của Anh Quốc tiết lộ rằng Chuyến viếng thăm Ukraine của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Quốc là ông Grant Sharp hồi đầu tháng này, trong đó có lời cảnh báo về mối đe dọa đến từ phi đạn của Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh Quốc cùng với tư lệnh quân đội là ông Tony Redakin đến thủ đô Kiev vào ngày 7 tháng 3 để gặp gỡ Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky và tư lệnh quân đội của Ukraine là ông Oleksandr Syrsky các nhà lãnh đạo quân đội của Anh Quốc sau đó dự tính sẽ thực hiện chuyến công du kéo dài tới 465 cây số để đến thành phố cảng Odessa miền Nam của Ukraine. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm này đã bị hủy bỏ ngay lập tức trước khi họ bắt đầu bởi vì giới tình báo của Anh Quốc cảnh báo rằng quân Nga đã nắm được kế hoạch di chuyển của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Quốc, đồng thời nâng mức đe dọa an toàn đối với phái đoàn của Anh Quốc từ đáng kể lên tới mức nghiêm trọng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh Quốc xác nhận về tin này, đồng thời cho biết rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Quốc là ông Sharp đã hủy bỏ chuyến viếng thăm tới thành phố Odessa theo nhiều kế hoạch vì những lý do an ninh. Mối đe dọa nhắm vào các giới chức phương Tây đến thăm Ukraine được đề cập nhiều kể từ sau vụ phi đạn của Nga tấn công vào khu vực cách đoàn xe của Tổng thống Zelensky và Thủ tướng của Hy Lạp là ông Mitsotakis khoảng từ 500 tới 800 mét khi hai nhà lãnh đạo này đang đến thăm thành phố cảng Odessa, miền nam của Ukraine vào ngày 6 tây tháng 3 vừa qua. Tấn công đồn cảnh sát ở ngoại ô Paris, 9 người bị bắt. Ngày 18 tháng 3, cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ 9 người sau khi xảy ra một vụ tấn công vào đồn cảnh sát ở vùng ngoại ô La Courneuve. Các vụ bắt giữ được tiến hành trong bối cảnh xảy ra vụ đụng độ giữa các thanh niên và cảnh sát sau khi một thanh niên tử vong tuần trước do không dừng máy xe, bất chấp yêu cầu của cảnh sát. Theo cảnh sát trưởng thành phố Paris, ông Laurent Nunez, số người bắt giữ như trên không phải là nhỏ. Ông cũng cho biết lực lượng cảnh sát tăng cường đã giúp nhanh chóng khôi phục lại An ninh trật tự. Vấn đề bảo đảm an ninh hiện là nhiệm vụ quan trọng đối với chính quyền Pháp trong bối cảnh Thế vận hội Olympic Paris 2024 dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 7. Một số địa điểm tổ chức sự kiện đã bị phá hoại trong cuộc bạo loạn mùa hè năm 2023 bùng phát sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên gốc Bắc Phi. Trở lại với châu Âu, ngoại trưởng của Bulgaria tiếp nhận ủy quyền để thành lập một tân chính phủ vào ngày 18 tháng 3, Ngoại trưởng của Bulgaria là bà Maria Gabriel thuộc khối trung hữu mang tên Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria đã đồng ý thành lập một tân chính phủ sau khi thủ tướng của quốc gia này là ông Nikola Denkov từ chức vào hôm 5 tháng 3 vừa qua. Hành động này mở đường cho nhóm của bà Maria Gabriel lãnh đạo chính phủ Bulgaria trong 9 tháng tiếp theo như các bên đã đồng ý sau cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2023. Phát biểu trước báo giới thì ngoại trưởng của Bulgaria nhấn mạnh như sau: "Bà từng là ủy viên châu Âu phụ trách về vấn đề kinh tế kỹ thuật số, cho nên bà tiếp nhận ủy quyền thành lập một tầng chính phủ." và với niềm hy vọng rằng các bên sẽ sớm đồng ý về thỏa thuận thành lập một tân chính phủ trong khoảng thời gian sắp tới. Mọi vấn đề ưu tiên của quốc gia hiện nay vẫn được duy trì không có sự thay đổi. Trong cuộc tổng tuyển cử hội tháng 4 năm ngoái, khối trung hữu mang tên Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria đã về nhất với 69 ghế trong tổng số 240 ghế tại quốc hội. Hồi đầu tháng này, Quốc hội của Bulgaria thông báo là bà Gabriel sẽ kiêm nhiệm vai trò ngoại trưởng khi lên giữ chức thủ tướng, đồng thời đề nghị luân phiên người đảm nhận vị trí thủ tướng sau mỗi 15 tháng, thay vì 9 tháng như hiện nay. Khủng hoảng ở Haiti, Hoa Kỳ tổ chức chuyến bay riêng để di tản công dân Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Haiti thông báo sẽ tổ chức chuyến bay riêng để di tản công dân về nước trong bối cảnh quốc gia Caribbean tiếp tục chìm trong bất ổn chính trị và bạo lực băng đảng kéo dài nhiều tuần qua. Theo đó chuyến bay đầu tiên di tản khẩn cấp công dân Mỹ sẽ xuất phát từ sân bay Cap Haitien, sân bay lớn thứ nhì ở Haiti do sân bay chính ở thủ đô port au prince đang đóng cửa vì bất ổn theo đại sứ quán mỹ hiện sân bay cap haitian chỉ mở cửa cho các chuyến bay khởi hành theo những khung giờ nhất định trong ngày và hiện chưa có ngày di tản cụ thể cũng như chưa rõ có bao nhiêu người mỹ sẽ được đưa trở về nước đại sứ quán mỹ cũng lưu ý các công dân mỹ cần hết sức bảo đảm an toàn vì tuyến đường từ thủ đô port au prince tới sân bay cap haitian đang trong tình trạng khá nguy hiểm và cuối tuần trước, Mỹ đã di tản các nhân viên ngoại giao không thiết yếu từ Đại sứ quán ở Port-au-Prince về nước, đồng thời đưa thêm lực lượng an ninh tới quốc gia vùng Caribbean để bảo vệ cho cơ quan đại diện ngoại giao. Một số nước khác và Liên minh châu Âu cũng đã di tản các nhân viên ngoại giao do lo ngại tình hình khủng hoảng tại Haiti. Azerbaijan đang tiến gần tới tiến trình hòa bình với Armenia. Tổng thống của Azerbaijan cho biết như sau, họ đang thúc đẩy tiến trình đàm phán với Armenia, đồng thời khẳng định tiến trình hòa bình giữa hai nước đã rất gần sau nhiều năm xung đột. Tổng thống của Azerbaijan là ông Iham Aliyev vào hôm 18 tháng 3 thông báo với Tổng thư ký khổ NATO là ông Jens Stoltenberg tại cuộc gặp gỡ ở thủ đô của các quốc gia này như sau. Chúng tôi đang tiến gần tới tiến trình hòa bình nhất hơn bao giờ hết. Tổng thống của Azerbaijan cho biết rằng, Hai quốc gia này đã trải qua tới 7 vòng đàm phán, trong đó có các cuộc tiếp xúc cao cấp về việc phân định biên giới cũng như hòa giải xung đột hướng đến việc xây dựng hiệp định hòa bình song phương. Tuy nhiên, ông không đề cập tới sự kiện Azerbaijan mở chiến dịch quân sự thu hồi vùng lãnh thổ ly khai đó là Nagorno-Karabakh hồi tháng 9 năm ngoái. Tổng thư ký của khối NATO bày tỏ sự ủng hộ Hai quốc gia ở miền Nam Caucasus này đàm phán và kêu gọi tổng thống của Azerbaijan hãy nắm lấy cơ hội hiện nay để đạt được hiệp ước hòa bình lâu dài với Armenia. Azerbaijan và Armenia vào tháng 12 năm ngoái đã ra tuyên bố chung về ý định đàm phán hiệp ước hòa bình sau thời gian dài xung đột liên quan tới vùng ly khai Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã vấp phải nhiều thách thức vì lập trường đối lập giữa hai bên. Thủ tướng của Armenia là ông Nikol Pashinyan hồi gần đây cáo buộc rằng Azerbaijan muốn có hành động quân sự tại một số khu vực biên giới, nguy cơ biến căng thẳng leo thang thành một cuộc xung đột chiến tranh tổng lực nhắm vào Armenia. Mexico, Canada chỉ trích quy định mới về gián nhãn thực phẩm của Mỹ. Trang InsiderTrade.com đưa tin Mexico, Canada chỉ trích quy định mới của Mỹ về việc dán nhãn thực phẩm cho rằng quy định này có thể đi ngược lại các cam kết trong tổ chức thương mại thế giới WTO và hiệp định Mỹ Mexico Canada USMCA. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã ra thông báo cho biết bắt đầu từ năm 2026, chỉ những sản phẩm từ động vật được sinh ra, nuôi, giết mổ và chế biến tại nước này mới có thể sử dụng nhãn sản phẩm của Mỹ hay sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Theo quy định hiện hành, các nhãn này có thể được dán lên bất kỳ sản phẩm động vật nào được chế biến tại Mỹ không phụ thuộc vào nguồn gốc. Mexico và Canada cho rằng quy định mới có thể đi ngược lại các cam kết thương mại quốc tế của Mỹ. Mexico cho biết sẽ xem xét vấn đề này thông qua hiệp định Mỹ-Mexico-Canada hoặc WTO do quy định này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm, gây ra các vấn đề về logistics và làm phát sinh thêm chi phí đối với các nhà sản xuất Mexico và người tiêu dùng Mỹ. Bộ Kinh tế Mexico kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét lại quy định trên và tăng cường đối thoại với các đối tác Mexico để tránh những tác động tiêu cực đối với thương mại song phương. Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Nông nghiệp Canada và Bộ trưởng Thương mại Canada cũng lo ngại quy định trên có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng thịt và gia súc ở khu vực Bắc Mỹ. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hàng loạt những chiếc máy bay không người lái bí mật xâm nhập vào một căn cứ chiến lược của quân đội Hoa Kỳ Ngũ Giác Đài cho biết rằng, nhiều chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ hoạt động bên trong căn cứ không quân Langley trong suốt nhiều tuần lễ của tháng 12 năm ngoái. Thế nhưng các giới chức quân đội của Hoa Kỳ không rõ ai là bên vận hành. Hoạt động xâm nhập bằng máy bay không người lái kéo dài, dai dẳng và gây rắc rối đến mức các giới chức của quân đội Hoa Kỳ phải đưa nhiều loại vũ khí tới để đối phó, trong đó có trinh sát cơ chiến lược đặc biệt WB-57F của Cơ quan Không gian NASA. Lực lượng không quân Hoa Kỳ gần đây xác nhận các thông tin về các vụ xâm nhập nói trên. Phát ngôn viên của căn cứ không quân Langley cho hay, lần đầu tiên họ ghi nhận máy bay không người lái xâm nhập vào căn cứ này vào tối 6 tây tháng 12 năm ngoái và hoạt động này diễn ra trong suốt tháng 12. Số lượng, kích thước và chủng loại của những chiếc máy bay không người lái đó trong những lần xâm nhập khác nhau. Căn cứ Langley ở tiểu bang Virginia nằm trong khu vực chiến lược bậc nhất của nước Mỹ đây là nơi đóng quân của không đoàn số 1 và số 192 là những đơn vị vận hành chiến đấu cơ tàng hình F22. Lực lượng không quân Hoa Kỳ chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về hàng loạt các vụ máy bay không người lái xâm nhập căn cứ không quân Langley vào tháng 12 năm ngoái. Chưa rõ có căn cứ nào của quân đội Hoa Kỳ bị máy bay không người lái xâm nhập cùng với thời điểm căn cứ Langley bị xâm nhập hay không bà kamala harris sắp gặp tân tổng thống guatemala để bàn về việc di dân phó tổng thống kamala harris sẽ gặp tổng thống mới có tư tưởng cấp tiến của guatemala ông bernardo avervalo tại tòa bạch ốc vào tuần tới để thảo luận về việc củng cố dân chủ và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng di dân từ trung mỹ Bà Harris đứng đầu các nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ về việc giải quyết các nguyên nhân làm gia tăng làn sóng di cư từ các quốc gia Trung Mỹ sang Mỹ. Bà bị đảng Cộng Hòa chỉ trích là bà trùm biên giới thất bại. Cuộc gặp sắp tới của bà Harris với ông Arevalo vào ngày 25 tháng 3 là nhằm để nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với nhà lãnh đạo mới của Guatemala, vốn là người chủ trương chống tham nhũng, sau khi lễ nhậm chức của ông bị trì hoãn hồi tháng Giêng bởi các đối thủ muốn làm suy yếu quyền lực của ông nhập cư đã trở thành chủ đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 và là vấn đề mà Đảng Cộng hòa tìm cách sử dụng như vũ khí để làm cho ông Biden và phe dân chủ bị tổn thương. Tổng thống Biden đã tìm cách để xoay chuyển khi quy trách nhiệm cho cựu tổng thống Trump là đã phá hoại một dự luật tại Quốc hội nhằm cắt giảm dòng người vượt biên tại biên giới với Mexico. Bà Harris đã tập trung vai trò trên hồ sơ nhập cư và việc giải quyết các nguyên nhân cốt lõi khiến người dân rời khỏi các nước như Guatemala và cuộc gặp của bà với tân tổng thống nước này sẽ đề cập đến điều đó. Cựu tổng thống Trump không tìm được nguồn tiền để bảo chứng 454 triệu Mỹ kim trong lúc chờ kháng cáo. Các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump trình với tòa kháng án ở New York rằng ông Trump không thể nộp tiền bảo chứng cho khoản tiền phạt 454 triệu Mỹ Kim trong vụ kiện khai khống tài sản của ông trong lúc kháng cáo. Các luật sư của ông Trump yêu cầu tòa kháng án phải hủy bỏ phán quyết trước đó, đòi cựu Tổng thống Trump phải nộp một khoản bảo chứng, bao gồm toàn bộ số tiền để tạm dừng việc tịch thu tài sản trong lúc kháng cáo phán quyết trong vụ kiện của Bộ Tư pháp New York. Cựu Tổng thống Trump đang kháng cáo về phán quyết của chánh án Arthur Engoron hồi tháng 2, đó là công ty của ông và các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả các con trai của ông Trump, đã âm mưu trong nhiều năm để lừa dối các ngân hàng và các công ty bảo hiểm bằng cách thổi phòng tài sản của họ trên các báo cáo tài chính để sử dụng bảo đảm cho các khoản vay và thực hiện các vụ giao dịch thương mại. Trong số các hình phạt khác thì chánh án đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt về khả năng kinh doanh của công ty Trump Organization. Ông Donald Trump có thời hạn tới ngày 25 tháng 3 sắp tới đây để phải trả khoản tiền phạt để được tòa ban lệnh ngừng tịch thu tài sản. Bà Letitia James là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của New York từng tuyên bố là sẽ tịch thu một số tài sản của ông Trump nếu không trả tiền phạt. Văn phòng của bà Trump từ chối bình luận về việc ông Trump không có khả năng trả tiền bảo chứng. Ông Trump lần đầu kêu gọi Israel chấm dứt chiến sự tại giải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, cựu tổng thống Trump đã kêu gọi chấm dứt xung đột tại giải Gaza lần đầu tiên từ khi Hamas tấn công lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Trump trả lời trong cuộc phỏng vấn khi được hỏi sẽ nói gì với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc xung đột. Israel phải kết thúc nó và làm nhanh lên, đưa hòa bình trở lại với thế giới. Chúng ta cần hòa bình trên thế giới. Chúng ta cần hòa bình tại Trung Đông. Từ những ngày đầu xung đột, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích Thủ tướng Netanyahu vì không ngăn ngừa được cuộc tấn công của Hamas. Sau đó, ông Trump nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về việc ông Netanyahu đã không giúp đỡ Washington trong vụ oanh tạc, làm tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq vào đầu năm 2020, thời điểm mà ông Trump còn là Tổng thống Mỹ mặc dù ủng hộ israel nhưng ông trump đã tránh công khai ủng hộ ông netanyahu trong những tháng gần đây Công ty Best Buy thu hồi hơn 287.000 chiếc nồi chiên không dầu do nguy cơ gây ra phỏng cho người sử dụng. Hệ thống cửa tiệm Best Buy đang thu hồi hơn 287.000 chiếc nồi chiên không dầu, tức là air fryer, và lò nướng không dầu do tình trạng quá nóng có thể làm các bộ phận của các dụng cụ này tan chảy hoặc bị vỡ vụn, gây nguy cơ phỏng và xước da cho người sử dụng. Theo thông cáo từ Ủy ban Tà An toàn Sản phẩm Tiêu thụ Hoa Kỳ, tức là CPSC, những chiếc lò nướng không dầu có nhãn hiệu là Insignia có thể quá nóng và hậu quả là mặt kiến của những chiếc lò nướng này có thể bị bể. Tay cầm của những chiếc nồi chiên không dầu này cũng có thể tan chảy hoặc gây bị gãy do quá nóng. Đã có 24 lần trình báo về tình trạng an tan chảy hoặc là bị bể kiến, trong đó có 6 lần trình báo nồi chiên này bị bốc cháy cho tới nay vẫn chưa ghi nhận thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Đợt thu hồi gồm 6 mẫu nồi chiên không dầu Insignia và lò nướng không dầu bán trên Best Buy và bên bán hàng thứ ba, thí dụ như eBay, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 tới tháng 11 năm 2023. Có khoảng 187.400 chiếc nồi này được bán ra tại Hoa Kỳ và 99.900 chiếc được bán ra tại thị trường Canada. Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng sản phẩm bằng mã đánh dấu. Để tìm mã này thì khách hàng có thể xem mặt dưới của sản phẩm rồi tìm nhãn xếp hạng sản phẩm cùng với tên là insignia. Lấy ngày sinh của con mua sổ số, bà mẹ ở Chicago trúng 1,4 triệu Mỹ kim. Chương trình Good Morning America đưa tin một người mẹ đã chiến thắng khi sử dụng ngày sinh của các con mình để chọn ra năm con số may mắn, giúp chị giành được 1,4 triệu Mỹ Kim trong giải độc đắc Lucky Day Lotto thuộc công ty sổ số Illinois. Theo thông báo của công ty sổ số Illinois, người phụ nữ có biệt danh Người Mẹ May Mắn kể, chị biết tin này sau khi thức giấc giữa đêm để dỗ đứa con đang quấy khóc. Tôi đã sử dụng chính ngày sinh của các con làm con số may mắn cho mình, chị Hào Hứng nói. Các con số trúng thưởng được chọn trong kỳ quay số mới đây, lần lượt là 6, 8, 16, 17 và 20. Chia sẻ về chiến thắng của mình, người mẹ may mắn tự hào khoe, chị đang làm một công việc tuyệt vời nhất trên thế giới, đó là làm một người mẹ, một người nội trợ. Chụp hình với con cá sấu bị mù hai mắt và bị chấn thương cuộc sống. Theo nhật báo New York Times loan tin, theo luật thì việc sở hữu một con cá sấu ở New York cần phải có giấy phép cho các mục đích như là khoa học hoặc là giáo dục. Mặc dù ông Cavallaro có giấy phép nhưng đã hết hạn vào năm 2021, khiến cho Bộ Bảo tồn Môi trường phải can thiệp. Ông Cavallaro lập luận rằng đáng lẽ ra ông nên được miễn các quy định mới vì ông đã tuân thủ các quy tắc và con cá sấu này được mua bảo hiểm rõ ràng. Tuy nhiên, giới chức của New York chấp dẫn những thay đổi trong quy định sở hữu động vật nguy hiểm kể từ năm 2020, bao gồm các cập nhật về chuồng trại cũng như các biện pháp an toàn. Bất chấp những cảnh báo và yêu cầu về điều chỉnh, ông Cavallaro đã không tuân thủ, dẫn tới việc chính phủ tước quyền nuôi con cá sấu nói trên. Trước mắt thì, con cá sấu có tên là Albert được giao cho một người chăm sóc có cấp giấy phép, trong khi chờ đợi được chuyển đến một trại nuôi lâu dài và bộ này đang cân nhắc tới các biện pháp kế tiếp đối với người chủ của con cá sấu nói trên. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Palestine tìm cách ngăn chặn kế hoạch tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18 tháng 3 tuyên bố rằng chính quyền Palestine đang dành ưu tiên khẩn cấp nhằm ngăn chặn kế hoạch tấn công của quân đội Israel vào thành phố Rafah, phía nam giải Gaza. Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira tại thành phố Ramallah ở bờ Tây, ông Abbas khẳng định có hơn 1,5 triệu người Palestine đang di tản và hành động tấn công vào thành phố Rafah sẽ gây ra thảm họa nhân đạo. Ông Abbas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh công tác đưa hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ về y tế vào giải Gaza, đồng thời kêu gọi nỗ lực quốc tế lớn hơn để buộc Israel phải mở tất cả các cửa khẩu dẫn đến Gaza nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và bắt đầu quá trình tái thiết. Tuyên bố của ông Abbas được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phê chuẩn kế hoạch cho phép lực lượng phòng vệ Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Rafah. Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Israel tấn công vào thành phố Rafah, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Chủ tịch của Trung Cộng là ông Tập Cận Bình tuyên bố, ông Putin tái đắc cử tổng thống phản ánh sự ủng hộ của người dân tại nước Nga. Chủ tịch của Trung Cộng là ông Tập Cận Bình đã chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Nga và nói rằng Trung Cộng sẽ duy trì mối liên lạc chặt chẽ với nước Nga nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia này. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Lâm Kiến cho biết như sau, Trung Cộng chúc mừng kết quả bầu cử của nước Nga và tin tưởng rằng ông Putin sẽ cùng với chủ tịch của Trung Cộng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện để hai nước cùng tiến lên. Theo dữ liệu của cuộc bầu cử chính thức của Nga vào ngày 18 tháng 3, với 99% các địa điểm bỏ phiếu đã gửi kết quả thì ông Putin giành được 87.33 tổng số phiếu bầu. Trước đó, khi kết quả của cuộc sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống, thì Tổng thống Nga là ông Putin đã nói rằng mối quan hệ giữa Nga và Trung Cộng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm sắp tới. Hãng thông tấn TASS chích dẫn lời ông Putin nói như sau, mối quan hệ giữa Nga và Trung Cộng là một yếu tố ổn định Cùng lúc đó, mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo tạo điều kiện cho mối quan hệ phát triển hơn nữa. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì mặc dù không phải là đồng minh chính thức, thế nhưng Nga và Trung Cộng đang cố gắng cho mối quan hệ không giới hạn này. Theo đó thì Trung Cộng đã thay thế các quốc gia châu Âu trở thành bên mua dầu khí lớn nhất của Nga. Phía Nga cũng đang gia tăng sự phụ thuộc vào hàng hóa đến từ Trung Cộng. Nhật Bản hoàn thành năm đầu tiên của kế hoạch xả thải từ nhà máy Fukushima, tập đoàn điện lực Tokyo Holding Incorporated TEPCO cho biết, nhà máy điện nguyên tử số 1 Fukushima đã hoàn thành đợt thứ tư xả nước thải phóng xạ đã qua làm sạch ra biển và cũng là đợt cuối cùng trong tài khóa đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima ngừng hoạt động sau thảm họa sóng thần năm 2011 đã xả khoảng 31.200 tấn nước thải phóng xạ đã qua làm sạch có chứa một lượng nhỏ tritium phóng xạ ra đại dương trong năm đầu tiên theo kế hoạch. Việc xả thải này bắt đầu từ tháng 8 năm 2023 và đến nay đã qua 4 đợt, mỗi đợt xả thải khoảng 7.800 tấn nước đã làm sạch được pha loãng với một lượng lớn nước biển và đưa ra ngoài khơi từ một đường hầm dưới biển trong khoảng thời gian 2 tuần. Mức tritium trong nước biển và các sản phẩm thủy sản do tập đoàn điện lực Tokyo và chính phủ Nhật đo được đều thấp hơn tiêu chuẩn quốc gia. Trong đợt thứ tư bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, việc xả thải đã bị tạm dừng trong hơn 15 giờ để xác nhận an toàn ngày 15 tháng 3 khi một trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Fukushima nơi có nhà máy nguyên tử trong năm tài chính 2024, bắt đầu từ tháng 4, nhà máy nguyên tử có kế hoạch xả tổng cộng khoảng 54.600 tấn nước đã qua làm sạch ra đại dương bằng cách tăng lên 7 đợt xả. Taliban tố cáo rằng không quân của Pakistan đã ném bom vào nhiều khu vực dân cư tại biên giới của Afghanistan, khiến cho ít nhất 8 thường dân bị thiệt mạng. Jabihullah Muhadi là phát ngôn viên chính quyền của Taliban tại Afghanistan, cho biết như sau, Chiến đấu cơ của Pakistan vào sáng ngày 18 tháng 3 đã ném bom vào nhà dân ở hai tỉnh Khot và Patika gần biên giới với hai nước, khiến cho năm phụ nữ và ba trẻ em bị thiệt mạng. Phát ngôn viên này nhấn mạnh như sau, chính quyền Taliban lên án mạnh mẽ các cuộc oanh tạc và gọi hành động liều lĩnh này là sự vi phạm và tấn công vào chủ quyền của Afghanistan. Quân đội Pakistan chưa lên tiếng bình luận về tin này. Hai giới chức an ninh của Pakistan xác nhận rằng không quân của họ đã thực hiện nhiều vụ tấn công tại tỉnh Khos và tỉnh Patika, thế nhưng cho biết rằng mục tiêu mà họ nhắm tới đó là các vị trí bị tình nghi là căn cứ của nhóm phiến quân Tariq al-Jihad, chi nhánh của phiến quân Taliban tại Pakistan. Và phía Pakistan không tiết lộ chiến đấu cơ của quốc gia này có xâm nhập vào không phận của Afghanistan hay không để thực hiện các đoàn tấn công nói trên. Các đợt tấn công diễn ra chỉ hai ngày sau khi một kẻ đánh bom tự sát điều khiển chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ lao vào một căn cứ không quân ở vùng Tây Bắc của Pakistan, khiến cho bảy binh sĩ bị thiệt mạng. Tổng thống của Pakistan là ông Asif Ali Jadari thề là sẽ trả đũa khi tham dự lễ tang của bảy binh sĩ nói trên. Chaid al-Fusan al-Muhammad -e là nhóm vũ trang mới thành lập tại Pakistan, lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công vào ngày 16 tháng 3 vừa qua. Úc yêu cầu các đại công ty công nghệ rà soát nội dung cực đoan. Ủy ban an toàn điện tử của Úc đã ra thông báo pháp lý yêu cầu các đại công ty công nghệ giải thích cách thức họ kiểm soát các nội dung cực đoan bạo lực. Google, Meta, X, WhatsApp, Telegram và Reddit có 49 ngày để giải thích cách thức họ thực hiện để bảo vệ công dân Úc tránh tiếp cận với các nội dung và hoạt động khủng bố, bạo lực cực đoan. Ủy viên Ủy ban phụ trách an toàn điện tử Australia Julie Inman Grant cho biết những nội dung đáng lo ngại như video về vụ xả súng kinh hoàng tại nhà thờ hồi giáo ở New Zealand tiếp tục lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội chính thống. Bà Inman Grant nhấn mạnh, không phải ngẫu nhiên thông báo được gửi tới các công ty trên bởi có bằng chứng cho thấy các đối tượng khủng bố và bạo lực cực đoan đã khai thác các dịch vụ của họ. Giới chức Úc muốn họ lý giải vấn đề cũng như nêu rõ cách thức để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, yêu cầu các công ty liên quan báo cáo rõ các bước họ đang thực hiện để bảo vệ công dân Úc tránh tiếp cận với các nội dung và hoạt động khủng bố cũng như bạo lực cực đoan. Đây không phải là lần đầu tiên Úc nhằm vào các công ty công nghệ. Vào tháng 2 năm nay, thông báo pháp lý tương tự đã được giới chức nước này đưa ra, trong đó yêu cầu các công ty công nghệ lớn kiểm soát và ngăn chặn các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Với việc đạo luật an toàn trực tuyến được thông qua vào năm 2021, Australia đã trở thành quốc gia tiên phong trong nỗ lực buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm về những gì người dùng của họ đăng tải. Chính phủ Trung Cộng cảnh báo công dân của Trung Cộng ở nước ngoài phải tránh xa chuyện cờ bạc. Các tòa đại sứ của Trung Cộng kêu gọi công dân của họ ở nước ngoài hãy tránh xa cờ bạc và cảnh báo rằng hành vi này vi phạm luật pháp của Trung Cộng. Trong tuyên bố mới nhất, Tòa đại sứ Trung Cộng tại Singapore nhắc nhở các công dân của Trung Cộng ở Singapore phải nâng cao nhận thức pháp lý và tránh xa cờ bạc. Hiện nay, Singapore có hai sòng bạc được cấp giấy phép, thế nhưng luật của Trung Cộng cấm công dân của họ không được chơi cờ bạc ở nước ngoài. Cảnh báo nói trên được đưa ra khi mà Trung Cộng gia tăng những cố gắng trấn áp các hoạt động đánh bạc của công dân Trung Cộng tại một số quốc gia Đông Nam Á và các điểm đến du lịch nổi tiếng cờ bạc xuyên quốc gia cũng có thể gây ra những rủi ro như là lừa đảo, rửa tiền, bắt cóc, giam giữ người trái phép và buôn người. Tòa đại sứ của Trung Cộng tại Singapore nói thêm rằng Bộ Công an của Trung Cộng đã thiết lập một cổng điện tử để công dân của Trung Cộng có thể thông báo về các hoạt động đáng ngờ liên quan tới cờ bạc trên internet cũng như cờ bạc xuyên quốc gia. Theo tuyên bố từ đã tòa đại sứ Trung Cộng tại Philippines, thì hai quốc gia này đã hợp tác để hồi hương hơn 40 công dân Trung Cộng từng tham gia đánh bạc ở nước ngoài. Tòa đại sứ Trung Cộng tại Nam Hàn và Sri Lanka hồi gần đây cũng đưa ra những lời cảnh báo tương tự. Bụi cát vàng nhấn chìm nhiều thành phố tại Nam Hàn. Nhà chức trách Nam Hàn đã ban bố cảnh báo bụi mịn tại nhiều vùng, bao gồm vùng thủ đô Seoul và đảo Ganghwa, khi chỉ số PM10 vượt quá 151 microgram một mét khối. Theo hãng tin Yonhap, lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay, gần như cả đất nước Nam Hàn chìm trong màu vàng của bụi và cát, đẩy chỉ số bụi mịn lên mức cao. Cơ quan khí tượng Nam Hàn cho biết tình trạng nói trên được quan sát lần đầu tiên tại đảo Baenyeongyong, sau đó lan rộng và bao phủ bầu trời ở thủ đô Seoul và những khu vực xung quanh, tỉnh Gangwon và tỉnh Chungcheong ở miền trung Nam Hàn mức độ tập trung hạt bụi mịn đường kính nhỏ hơn 10 micrometer PM10 trung bình 1 giờ tại Seoul và thành phố Sokcho đã tăng lên 162 microgram cho 1 mét khối. Bộ môi trường Nam Hàn sử dụng hệ thống cảnh báo bụi mịn gồm 4 cấp, trong đó chỉ số PM trên 150 là rất tệ. Do ảnh hưởng của gió Đông Nam, cơ quan khí tượng Nam Hàn dự báo bụi cát vàng sẽ lăn dần và bao phủ các địa phương khác của Nam Hàn, sau đó có thể tăng dần vào ngày 19 tháng 3. thưa quý vị sau đây là phần liên quan tới việt nam một số nhà lãnh đạo của tỉnh vĩnh phúc và tỉnh quảng ngãi bị đề nghị kỷ luật ủy ban kiểm tra trung ương của đảng cộng sản việt nam đã đề nghị các cấp có thẩm quyền hãy xem xét thi hành kỷ luật bà hoàng thị thúy lan là bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc và ông đặng văn minh là chủ tịch tỉnh quảng ngãi cùng với một số các giới chức khác do liên quan tới sai phạm của tập đoàn phúc sơn theo tờ báo Người lao động trong nước thì tại kỳ họp vào buổi chiều 18 tháng 3 vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra thông báo cho biết rằng bà Hoàng Thị Thúy Lan cùng với ông Lê Duy Thành, Chủ tịch của tỉnh Vĩnh Phúc, bên cạnh đó là ông Đặng Văn Minh cùng với ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép những ông bà nói trên còn bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như pháp luật của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều mà đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam không được làm và nhất là không được nhận hối lộ. Cơ quan kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét xử phạt các tổ chức đảng Cơ quan kiểm tra trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét và xử phạt các tổ chức đảng và các đảng viên có liên quan. 10 ngày trước đây, bà Lan đã cùng với các ông Thành, Minh, Khoa bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Vụ án này xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn với cáo buộc là bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chánh, trốn thuế và các địa phương liên quan bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam điều tra từ hôm 26 tháng 2. Hiện nay đã có 15 người bị bắt giữ, trong đó có Bí Thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, rồi cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều giới chức của hai tỉnh này. Một hãng hàng không Việt Nam phải trả hết máy bay vì nợ nần do không đạt được thỏa thuận với chủ cho thuê Pacific Airlines, một công ty con của Vietnam Airlines, đang đứng trước nguy cơ phá sản khi phải trả toàn bộ máy bay để xóa nợ. Theo báo Thanh Niên, hôm 18 tháng 3 cũng là ngày chiếc máy bay cuối cùng của hãng Pacific Airlines rời khỏi Việt Nam và không còn máy bay nào sau khi phải trả hết cho các chủ cho thuê do tình hình tài chính rất nghiêm trọng, thiếu hụt tiền, nợ quá hạn, đe dọa mất khả năng thanh toán từ nửa cuối năm ngoái hãng này đã bị các đối tác yêu cầu trả máy bay do không thực hiện đúng thỏa thuận về trả tiền thuê theo ông đinh việt thắng trưởng cơ quan hàng không việt nam xác nhận hãng pacific airlines đang tái cấu trúc đội bay và mạng đường bay để tăng hiệu quả hoạt động theo quá trình tái cấu trúc này, hãng hàng không giá rẻ sẽ thuê máy bay của Vietnam Airlines. Nhiều khả năng, hãng sẽ nhận 3 máy bay của Vietnam Airlines. Đây cũng là điều kiện tối thiểu với một hãng hàng không để duy trì giấy phép kinh doanh theo quy định. Ngoài ra, Pacific Airlines sẽ nhận sự hỗ trợ và phối hợp từ Vietnam Airlines về việc dùng chung một số hạ tầng cơ sở, nguồn lực phục vụ hành khách như quầy thủ tục, phương tiện phục vụ mặt đất. Theo VN Express, Việc Pacific Airlines trả toàn bộ máy bay có thể khiến thị trường hàng không nội địa của Việt Nam thêm khó khăn thời gian tới, nhất là vào dịp cao điểm hè khi lượng ghế cung ứng không đủ bù đắp nhu cầu hành khách sẽ khiến giá vé tăng mạnh như hồi dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Một thành viên của nhóm mang tên Hội xe Ben huyện Tuyên Hóa bị phạt vì thông báo cho các tài xế biết là cảnh sát đang chốt chặn tại đâu. Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này xử phạt một người trong nhóm tham gia thông báo ở đâu có những chốt của cảnh sát giao thông đứng. Và người vừa bị lập hồ sơ xử phạt là ông Trương Quang Thơ, 58 tuổi, là tài xế của xe tải, cư trú tại huyện Tuyên Hóa. Khi phát hiện các tổ tuần tra giao thông thì người tài xế này à, thông báo lên các trang mạng xã hội để cho nhóm của hội xe huyện Tuyên Hóa né tránh và không đụng phải công an giao thông. Ông cũng cho biết như sau, ông sẽ bị phạt là một số tiền khoảng 300 Mỹ Kim vì hành vi thu thập sử dụng thông tin của tổ chức nhà nước Việt Nam mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích. Nhóm của ông có hàng trăm người, phần lớn là các tài xế chuyên lái xe tải. Hoạt động của nhóm này là nếu gặp chốt tuần tra của Cảnh sát Giao thông Việt Nam trên đường, thì các thành viên trong nhóm sẽ thông báo qua mạng Internet để cho những tài xế khác biết và né tránh. Và việc sự phạt của ông Thơ được phía công an cho biết rằng để làm gương, đồng thời cảnh báo cho các thành viên khác biết để tránh vi phạm trong tương lai. 1.400 học sinh trường quốc tế tại Sài Gòn phải nghỉ học vì giáo viên đình công. Nhiều phụ huynh có con theo học trường quốc tế Mỹ Việt Nam nhận được email thông báo từ trường, cho biết số giáo viên hiện tại không đủ để bảo đảm an toàn và việc giảng dạy cho học sinh, nên toàn thể học sinh phải tạm nghỉ học vào ngày 18 tháng 3. Việc này khiến lịch trình của học sinh phụ huynh bị xáo trộn. Khoảng 1.400 học sinh từ mầm non đến lớp 12 của trường bị ảnh hưởng. Trong cuộc họp với phụ huynh, đại diện nhà trường thông tin 95% giáo viên không đi dạy vì các khoản lương, bảo hiểm chưa được thanh toán. Do đó, bà Nguyễn Thị Úc Em, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường, đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 18 tháng 3. Cuối tháng 9 năm ngoái, nhiều phụ huynh kéo đến trường quốc tế Mỹ-Việt yêu cầu bà Út em thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn. Những phụ huynh này cho biết có con từng học tại trường được đào tạo chính khóa và miễn học phí trong suốt thời gian học. Điều kiện là phụ huynh sẽ cho trường vay tiền, nhà trường sẽ hoàn trả số tiền vay khi học sinh học hết lớp 12 và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa hoặc hoàn tất các thủ tục ngưng học tại trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết con của họ kết thúc thời gian học tại trường đã lâu nhưng vẫn chưa được hoàn trả tiền. Các phụ huynh sau đó đã làm đơn gửi lên chính quyền Sài Gòn. Sở Giáo dục Sài Gòn sau đó yêu cầu các trường ngoài công lập, trường quốc tế tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn. Trường học chỉ tổ chức thu học phí định kỳ, không được ký kết hùng vốn, góp vốn, huy động vốn. Các trường tư, trường quốc tế chỉ được thu học phí một năm học, không được thu gộp nhiều kỳ, nhiều năm. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Vụ 367 người bị ngộ độc cơm gà ở Nha Trang tìm thấy ba loại vi khuẩn độc hại liên quan tới vụ ngộ độc hàng loạt sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà Trâm Anh ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện Pasteur đã tìm ra 3 loại vi khuẩn gây bệnh. Viện Pasteur của Nha Trang loan báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ gây ngộ độc cho 367 người cho thấy món gà xé và cơm trang sốt trứng đã bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, Bacillus và Staphylococcus. Cụ thể, kết quả xét nghiệm kéo dài 5 ngày đối với 19 mẫu thực phẩm và các mẫu nước cũng như mẫu bệnh phẩm và mẫu trên bàn tay của một nhân viên nữ cho thấy mẫu hành phi có dương tính với vi khuẩn Salmonella, rồi rau dưa chua dương tính với vi khuẩn Bacillus. Mẫu cơm gà lấy tại gia đình, phần cơm chan sốt trứng cùng với mẫu gà xé cũng dương tính với Salmonella và Bacillus sinh độc tố NHE và BHL mẫu lấy từ bàn tay của một nhân viên nữ dương tính với Staphylococcus, tức là tụ cầu vàng. Trong bốn mẫu bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân, có một mẫu dương tính với Salmonella. Trước đó, thì Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Vinmec của Nha Trang ghi nhận có bảy bệnh nhân dương tính với Salmonella, trong số đó có năm người lớn và hai trẻ em. Tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước trích dẫn bản phúc trình của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho hay, số trường hợp hiện nay đang phải điều trị là 75 người, và số trường hợp kê đơn và theo dõi ngoại trú là 177 người, còn lại đã được cho về nhà. Trước đó vào tối 13 tháng 3, cơ quan hữu trách ghi nhận có 60 người bị ngộ độc. Những người này có điểm chung là đều ăn cơm mua ở tiệm cơm gà Trâm Anh vào những thời điểm khác nhau, sau đó họ có dấu hiệu bị ngộ độc. Hai ngày sau thì số bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đã tăng lên tới 367 người. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin địa phương. Trộm tấn công ba nhà thờ ở Los Angeles. Ba nhà thờ ở khu vực Los Angeles đã bị đánh cắp hoặc đột nhập đầu tuần này. Nhà thờ cộng đồng Zion Temple ở Nam Los Angeles báo cáo chiếc xe tải của họ đã bị đánh cắp. Chiếc xe này có giá trị vì nó được sử dụng cho chương trình thứ sáu thực phẩm tươi sống của nhà thờ. Các thành viên nhà thờ sử dụng xe tải để vận chuyển trái cây và rau quả tươi đến một cộng đồng không có khả năng mua nhu yếu phẩm. Sau khi xe tải của nhà thờ bị đánh cấp, lãnh đạo nhà thờ phải thuê một chiếc xe tải khác để họ tiếp tục chương trình thứ sáu thực phẩm tươi sống. Một tình nguyện viên tại nhà thờ cộng đồng Zion Temple cho biết, chúng tôi đang giúp đỡ cộng đồng, bạn không chỉ cướp của chúng tôi mà còn cướp của cộng đồng nữa. Rochelle William, các thành viên nhà thờ đang cầu nguyện bọn trộm sẽ trả lại chiếc xe tải. William nói, Chúa Giêsu yêu bạn, nhưng hãy trả lại chiếc xe cho chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào về chiếc xe tải bị mất tích được yêu cầu gọi cho Sở Cảnh sát Los Angeles. Trong thời gian chờ đợi, nhà thờ đang nhận quyên góp để có thể tiếp tục công việc của mình. Mới đây cũng tại San Fernando, một người đàn ông đã đột nhập qua cửa sổ nhà thờ West Hills. Sở Cảnh sát LA đã bắt giữ người đàn ông này với sự hỗ trợ của đội an ninh tại chỗ. Còn ở Suma, một chiếc xe kéo đã bị đánh cắp khỏi nhà thờ Legacy. Tình cờ, một sư nhìn thấy chiếc xe kéo bị đánh cắp được móc vào một chiếc xe hơi. Tài xế lái chiếc xe hơi ăn trộm sau đó mất lái và bị tai nạn. Vâng, tiếp theo phần tiết địa phương. Hạ tầng cơ sở và xa lộ của miền Nam California cần phải được phục hồi khẩn cấp hạ tầng cơ sở của miền nam california đang ở trong tình trạng bị thoái vốn đầu tư ngày càng tăng và chi tiêu không công bằng kéo theo các khu vực kinh tế cạnh tranh khác trên cả nước trước tình hình khí hậu thay đổi nhanh chóng và thời tiết khắc nghiệt nền tảng tiện nghi công cộng tại miền nam california đang bắt đầu bị sụp đổ khi mà các khu vực này phải đối mặt với hạ tầng cơ sở cũ kỹ cũng như tình trạng sử dụng quá mức nghiêm trọng trong lúc miền Nam California đầu tư đáng kể trong nhiều lĩnh vực, thì hệ thống cầu, đường, giao thông và quản lý nước của tiểu bang vẫn chưa sẵn sàng cho một tương lai có tính cạnh tranh và có đòi hỏi về mặt công nghệ. Để làm sáng tỏ nhu cầu thiết yếu về đầu tư trong tương lai vào hạ tầng cơ sở của tiểu bang California, thì Rebuild SoCal là một công ty hợp danh gồm 2.750 các nhà thầu và các nhà đại diện cho hơn 90.000 công nhân nghiệp đoàn trên khắp miền Nam California vừa đưa ra một báo cáo xem xét vai trò không thể thiếu của hạ tầng cơ sở trong việc tạo ra công an việc làm một cách công bằng đó là giảm thiểu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu cũng như duy trì nền kinh tế vững mạnh hơn và kính thưa quý vị sau đây là bản tin cuối hai người hẹn đánh nhau, thương xã Long Beach phải đóng cửa sớm. Sở cảnh sát Long Beach hỗ trợ các cửa hàng ở The Pike Outlet giúp họ đóng cửa sớm sau một vụ ẩu đả và cự cãi. Người ta nhìn thấy có khoảng 200 người tụ tập ở khu thương xá Long Beach sau khi có một bài viết trên mạng xã hội lan truyền về hai người nữ, một người lớn và một trẻ vị thành niên chuẩn bị giáp mặt đánh nhau, được lan truyền rộng rãi. Cảnh sát Long Beach xác nhận họ biết về vụ ẩu đả và điều động cảnh sát tới gần khu thương xá. Đoạn phim do nhóm phóng viên nghiệp dư OC Hawk thu được cho thấy hai cô gái trẻ đang đánh nhau, có một nhóm rất đông thanh thiếu niên đứng xung quanh hai cô gái trong lúc họ tiếp xúc ẩu đả. Nhiều người quay lại trận đánh nhau bằng điện thoại. Cảnh sát cuối cùng phải can thiệp và vãn hồi đám đông, đồng thời bắt giữ hai người có liên quan. Một số cảnh sát nán lại khu thương xá để kiểm tra khu vực cảnh sát cho là điều động một xe bus tới the bike hours khi có nhiều người vị thành niên bị giam giữ những người chủ ở the bike hours và các chủ cửa hàng cũng quyết định đóng cửa sớm để ứng phó với vụ ẩu đả thường xá đóng cửa và khách thập phương được yêu cầu rời khỏi đó cảnh sát loan báo rằng ai không tuân thủ sẽ bị bắt giữ Lúc đầu nghe nói là khi mà hai người hẹn đến nhau á cả khu thương xá ở Long Beach phải đóng cửa, nhưng mà khi mà Minh Châu đọc xong á thì càng coi như là khâm phục hơn đó là hai cô gái quánh, nhau. Cô gái quánh <cười> nhau, <cười> nhau. Cho nên kể từ nay trở đi đó, à, quý vị phụ nữ nào có quánh nhau á thì thứ nhất là đừng có nên thông báo trước tội nghiệp, tội nghiệp cho những người buôn bán ở các khu thương xá Họ <laughs> phải đóng cửa, tội nghiệp người ta lắm thì quý vị Mà nhất nha. là hai người nữ đánh nhau cho nên rất là nhiều người, tới người muốn tới coi à. Dạ. <cười> <cười> Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên Youtube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5 Và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày mới bình an. Xin kính chào tạm biệt